vào ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu dương lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2018. Tiểu đệ cựu chức trị sự Nguyễn Chí Trung ở họ Đạo Đồng Phú được sự phân công của ban tổ chức đến dẫn chương trình buổi lễ hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính gửi đến quý đại biểu lời chúc sức khỏe. Kính thưa quý đại biểu, ban tổ chức xin thông qua chương trình buổi lễ hôm nay như sau. Chương trình lễ tổng kết niên đạo thứ 92 hội của ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu dương lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2018. 7 giờ chức sắc chức diện đồng đạo tề tự tại hội trường. 8 giờ đón tiếp quý đại biểu chánh quyền ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long. Giới thiệu quý đại biểu phát biểu khai mạc buổi lễ của ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long, báo cáo tổng kết của ban đại diện Hội Thánh tỉnh Vĩnh Long, phát biểu của quý đại biểu, phát biểu tham luận báo cáo thành tích của các ban cai quản họ đạo tiêu trong học tập lao động, phát biểu của chính quyền địa phương, phát biểu của trưởng tỷ xử lý thường vụ được ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long đỉnh trai thanh đạm tất niên mãn lễ. Ban tổ chức chúng tôi xin tiến hành chương trình cáo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, quý sở phòng ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, tạo quý chức diện quý đồng đạo, kính quý tôn giáo bạn, quý đại biểu kính mến, căn cứ phương hướng kế hoạch thực hiện trong năm sắp tới, đồng thời kết hợp tổ chức buổi lễ tổ chức 2018 sắp đến, mọi người mọi nhà nô nức tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón chào xuân mới. Quý đại biểu đại diện lãnh đạo đảng nhà nước, ban tôn giáo, ban nhân vận, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của tỉnh đến tham dự buổi lễ tổng kết, đó là lý do buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính gửi đến quý đại biểu lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Phục vụ xã hội cùng xây dựng đạo nghiệp ở địa phương, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu quý đại biểu đến tham dự. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón ông Nguyễn Anh Thư, phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón bà Trần Thị Hồng Thủy, trưởng phòng nghiệp vụ ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón ông Trần Văn Biết, trưởng phòng dân tộc tôn giáo ban nhân vận tỉnh ủy Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón ông Đào Thanh Tuấn, phó trưởng phòng tôn giáo dân tộc ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón thượng tá Lê Văn Bọt, phó trưởng phòng an ninh xã hội công an tỉnh Vĩnh Long và phái đoàn cùng đi thành phố Vĩnh Long và phái đoàn cùng đi. Ban tổ chức chúng tôi cũng hân hoan chào đón, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía tôn giáo bạn, ban tổ chức xin hân hoan chào đón Thượng Quân Giáo sư Thái Quang Thanh, trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài ban chỉnh đạo tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón Hiền huynh lễ sanh Thái Bên Thanh, đầu họ đạo Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, xin thật. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón Thượng Quân Giáo sư Ngọc Hân Thanh, trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón Hiền huynh lễ sanh Ngọc Sen Thanh, đầu họ đạo Trường An. Ban tổ chức cũng xin hân hoan chào đón ông Trương Văn Rảnh, trưởng ban kiểm soát Phật giáo Hòa Hảo phường Tư, thành phố Vĩnh Long và phái đoàn cùng đi, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón ông Trần Văn Thanh, kiểm soát ba cư sĩ Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Về phía tôn giáo, ban tổ chức xin hân hoan chào đón trưởng tỷ giáo sư Hương Hữu, xử lý thường vụ trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long, xin toàn đạo nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin hân hoan chào đón Hiền huynh giáo hữu Thái Nhì Thanh, phó trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức phố Vĩnh Long. Ban tổ chức cũng xin hân hoan chào đón quý chức sắc, quý ban cai quản, 19 họ đạo, quý chức diện, quý đồng đạo, quý đại biểu có mặt hôm nay, xin toàn hội nhiệt liệt hoan nghênh. Trưởng tỷ giáo sư Hương Hữu xử lý thường vụ
trưởng ban đại diện hội thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính thỉnh trưởng tỷ. Kính hội thánh, kính đại biểu đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể các cấp, kính đại biểu đại diện tôn giáo bạn, kính chức sắc thiên phong quý ban cai quản các họ đạo, kính chức việt và đồng nhân năm Đinh Dậu dương lịch ngày 4 tháng 2 2018, đại diện Cao Đài Tân Ninh tỉnh Vĩnh Long, các bạn sự đoàn kết vui vẻ của ban cai quản chức sắc chức diện 19 họ đạo trong tỉnh về dự đầy đủ. Kính quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, theo thông lệ mỗi năm vào 19 tháng 12 cộng để dự Tết Niên, ban đại diện tổng kết quá trình hành đạo các họ đạo trong năm, thực hiện theo hiến chương nghi lễ theo sự chỉ đạo của hội thánh và sự hướng dẫn của ban đại diện hội thánh tỉnh Vĩnh Long kết đạo đời, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tu hành thực tế không thể tạo dễ dàng vì sẵn sàng giúp đỡ của chính quyền các cấp của ban, đó là lý do buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban đại diện hội thánh tỉnh Vĩnh Long, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ tổng kết hôm nay, chuyển hôm nay sang năm mới đủ đầy sức khỏe thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào. Xin trân trọng kính mời Hiền Huynh Giáo Hữu Thái Nhi Thanh, Phó trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long lên đọc báo cáo tổng kết niên đạo thứ 92 của ban đại diện Hội Thánh. Xin trân trọng kính mời Hiền Huynh. Xin trọng đầu hội nhiệt liệt hoan nghênh. Kính mừng lễ từng cử một đến cử cử 734 tiểu 73 an vị 73 để cầu nguyện cầu an. Có 6 công trình xây dựng, một là họ đạo Tân Lược đang tiến hành hợp thức hóa họ đạo để xin phép xây dựng cánh đất họ đạo trả 155.000 cầu công trình 73.191.000. 4 các công trình đến nay là 5.416.525.000 hiện còn nợ 541.525.000, thu chi trong năm 2017 834.000 tổng chi và 2.474.398.000. Kính hội thánh, kính ban đại diện hội thánh tỉnh Vĩnh Long, kính quý đại biểu lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương các cấp, kính đại diện tôn giáo bạn, kính quý chức sắc thiên phong, quý ban cai quản. Hôm nay là ngày lễ tổng kết niên đạo thứ 92 của ban đại diện hội thánh tỉnh Vĩnh Long, tiện đệ giáo hữu Thái Hòa Thanh cai quản hòa đạo thị xã Bình Minh, được sự cho phép của ban đại diện xin được báo cáo đạo xã Mỹ Thuận, xã Mỹ An Thạnh, xã Đông Bình, xã Đông Thạnh, xã Đông Thành và xã Mỹ Hòa. Về nhân sự, ban cai quản có 4 vị, một giáo hữu cai quản hòa đạo điều hành chung, một giáo hữu nữ phái phó cai quản, một thân cai quản chung với ban cai quản. Và với bản chuẩn bị để cho bản tư liệu Oh.